Xin ra chào tất cả các bác nhá. Một buổi gặp gỡ rất là vui tại cửa hàng âm thanh Cao Luân. Và đam mê thì các bác thấy sao? Cho lên nóc xe luôn. Đấy, không có gì là không thể không ạ. Nào, xe 4 chỗ thì để lên trên mặt cabo. Xe 7 chỗ thì cho lên nóc. Đấy. Và đây có lẽ là một video vui nhất các bạn. Một video vui nhất ở cửa hàng âm thanh luôn thì các bạn biết là tháo ghế trước đúng không? Mua dây chun đi em ơi. Không được, cứ chằng lên là ok. Đấy. Tại sao lại phải cho trên nóc thì các bác ơi, ở bên dưới đây. Đấy, không hở tí nào cả. Đấy, cảm ơn toàn thể các bác khách hàng nhá. Hôm nay các bác đến với cửa hàng rất là đông. Các bác ở trong Hải Phòng thì một bộ sản phẩm 45 triệu thì em sẽ test cho toàn thể các bác nghe. Đấy. Nào, đam mê âm thanh. Em thì thực sự toàn thể các bác em chỉ thích nuôi gà thôi. Mà nuôi gà không phải là để đi đá, mà là nuôi gà để anh em đến tập trung thịt và lấu lẩu nhậu thôi các bác. Không phải mua chun á? Đấy. Rồi. Vậy là các bác cũng tính trước rồi, đi là phải chẳng ăn nóc rồi, cho nên là chuẩn bị dây chun rồi. Đúng chưa? Vâng. Xin được cảm ơn tất cả. Em ơi, con đấy cho trong nhà test luôn đi. Cho bộ trong nhà đi. Đây, cho trong nhà. Đây, và bộ trong nhà là 45 triệu, trên 45 triệu. Tầm đấy các bạn. Anh ơi, nếu mà không gọi xe thì em gọi trước này em xuống nhá. Ok, em gọi xe luôn nhá. Đấy. Đã xong, và cảm ơn bác khách hàng nhá. Đấy, về cửa hàng em là cứ bê thôi. Đấy, tập tạ. Vâng, xin chào toàn thể các bác. Xin chào tất cả các bác đã đến với cửa hàng âm thanh Cao Luân. Và có rất nhiều bộ sản phẩm được lên đường. Đấy. Không khí như là sắp Tết. Đấy. Lên Điện Biên. Cứ phải chằng chặt em nhá. Em ơi, phải chằng nhiều vào nhá. Không được chằng đơn giản đâu. Rồi. Cho lên nóc. Úi rồi ôi, đừng úi rồi ôi. Không được úi rồi ôi. Bình thường mà không anh ạ. Không được, không được anh ạ. Chằng tiếp, để em chằng tiếp cho. Cứ bình tĩnh. Anh số. Giờ anh cứ bình tĩnh để em chằng cho. Cứ bình tĩnh.